Chính phủ liên bang đang triển khai nhân viên y tế, thiết bị y tế và quân đội đến tỉnh bang Manitoba vì COVID-19 đang gây căng thẳng gia tăng cho các bệnh viện của tỉnh. Tỉnh Manitoba có tỷ lệ nhiễm COVID-19 cao nhất ở Bắc Mỹ hiện tại, với hơn 1.200 ca nhiễm mới được xác nhận trong cuối tuần lễ dài Long Weekend vừa qua. Hơn một chục bệnh nhân nguy kịch đã được đưa đến tỉnh Ontario để được chăm sóc đặc biệt, tới các khu vực Ottawa, London và Windsor. Tỉnh Manitoba đã báo cáo thêm 259 ca nhiễm mới vào thứ Ba hôm nay và 2 ca tử vong, đồng thời thông báo rằng họ sẽ gia hạn lệnh y tế công cộng đến thứ Bảy lúc 12 giờ là một sáng. Các lệnh bao gồm không tụ tập trong nhà hay ngoài trời, ngoại trừ giữa các thành viên trong cùng một hộ gia đình, mặc dù có một khoản miễn trừ nhỏ cho những người sống một mình. Một số bác sĩ ở tỉnh đang kêu gọi hạn chế chặt chẽ hơn, bao gồm cả lệnh ở nhà, để ngăn các đơn vị chăm sóc đặc biệt bị quá tải. Ông Jim Carr là nghị sĩ của Winnipeg South Centre và đại diện đặc biệt của nội các tại khu vực Prairies cho biết Ottawa đang phản hồi các yêu cầu hỗ trợ từ Manitoba. Quân đội đang triển khai đến 23 cộng đồng First Nations để hỗ trợ tiêm chủng, trong khi các nhà dịch tễ học và người phỏng vấn sẽ giúp truy tìm liên hệ. Ottawa cũng đang chuẩn bị cử nhân viên chăm sóc sức khỏe liên bang và có khả năng một số từ Hội Chữ Thập Đỏ Canada. Tỉnh Manitoba cũng đã yêu cầu trang bị bảo hộ cá nhân nhiều hơn vì hệ thống chăm sóc sức khỏe của tỉnh đang đến mức giới hạn. Tính đến tối thứ Ba, ngày 25 tháng 5, Canada đã báo cáo thêm 2.506 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Canada lên mức 1.365.516. với 47.756 ca còn bệnh. Đã có hơn 1.292.300 ca phục hồi, số người tử vong là 25.324. Cho đến nay, trên 21.6 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, theo COVID-19 Tracker. Có trên 19.9 triệu người dân Canada đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, tức là 52% dân số Canada. Trong đó thì có gần 1.7 triệu người đã được tiêm đầy đủ hai liều. Thủ hiến Quebec François Legault cho biết lệnh giới nghiêm COVID-19 sẽ được dỡ bỏ trên toàn tỉnh vào thứ Sáu trong kế hoạch mở cửa trở lại. Thủ hiến thông báo tại một cuộc họp báo sẽ cho phép ăn uống ngoài trời tại các nhà hàng trên toàn tỉnh và các cuộc tụ họp ngoài trời lên đến 8 người cũng có thể diễn ra bắt đầu từ thứ Sáu. Thủ hiến Legault cho biết ông hy vọng toàn bộ tỉnh Quebec sẽ thoát khỏi mức cảnh báo đại dịch cao nhất vào ngày 7 tháng 6. 5 trong số 10 khu vực ở mức độ đỏ sẽ chuyển sang mức cảnh báo màu cam vào ngày 31 tháng 5. Các hạn chế cấp độ đỏ sẽ tiếp tục ở Montreal và Laval cho đến ngày 7 tháng 6. Trước đó, thì các quan chức y tế của tỉnh đã báo cáo 346 ca nhiễm COVID-19 mới và 6 ca tử vong vào hôm nay. Tỉnh Ontario báo cáo số liệu trong 2 ngày cho biết đã có 1.039 ca nhiễm COVID-19 mới vào thứ Ba hôm nay và 33 ca tử vong. Trong khi đó, vào ngày thứ Hai thì có 1.446 ca bệnh mới và 8 ca tử vong. Mức trung bình trong 7 ngày của các ca nhiễm mới hàng ngày đã giảm xuống còn 1.693 ca, tức là mức thấp nhất trong hơn 8 tuần. Hiện có khoảng 19.026 ca nhiễm đang còn bệnh trên toàn tỉnh, ít nhất kể từ ngày 29 tháng 3. Tính đến tối thứ Hai, đã có 692 người đang được điều trị vì các bệnh liên quan COVID-19 trong các phòng chăm sóc đặc biệt. Trong số đó thì 498 người, tức là khoảng 72% đang cần máy trợ thở. Tiến sĩ Jeff là Phó Giám đốc Y tế của tỉnh cho biết, tỉnh đang thấy sự cải thiện về số ca nhập viện và số người trong các phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Những xu hướng này đáng khích lệ nhưng con số vẫn rất cao. Chúng đại diện cho những người bị bệnh nặng vì căn bệnh này. Bà Jeff cho biết, số người tử vong mới đã đẩy con số chính thức lên 8.655 tử vong tại tỉnh cho đến nay. Tổng cộng trên 8.2 triệu mũi vaccine đã được tiêm cho đến nay và khoảng 64,3% người Ontario từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất một liều. Ở thành phố Toronto thì gần 2 triệu mũi đã được tiêm cho đến nay, với thành phố cho biết hơn 65% người lớn đủ điều kiện đã được tiêm ít nhất một liều. Bác sĩ hàng đầu của Ontario cho biết vào thứ Ba hôm nay, ông muốn thấy học sinh trở lại lớp học của họ trước khi tỉnh bắt đầu mở cửa trở lại vào giữa tháng 6. Tiến sĩ David Williams đã đưa ra các bình luận cùng ngày khi một nhóm các nhà nghiên cứu đang nghiên cứu về tác động của đại dịch đối với trẻ em và cảnh báo về một thảm họa thế hệ.
Tiến sĩ Williams cho biết hầu hết các đơn vị y tế công cộng trong tỉnh ủng hộ việc mở cửa trở lại các trường học, mà đã đóng cửa để học trực tuyến từ tháng 4. Ông nói rằng, quan điểm của tôi luôn luôn giống như bản đo lường sức khỏe cộng đồng của chúng tôi và các nhân viên y tế, cho rằng các trường học nên đóng cửa cuối cùng và mở cửa đầu tiên. Tỉnh Alberta trong khi đó báo cáo 387 ca COVID-19 mới và 9 ca tử vong. Đây là con số thấp nhất kể từ ngày 15 tháng 3. Có 565 người nhập viện với 158 người đang được chăm sóc đặc biệt. Chính quyền tỉnh sẽ công bố chiến lược nới lỏng các hạn chế về sức khỏe cộng đồng tại một cuộc họp báo vào thứ Tư lúc 11 giờ 30 sáng. Tiến sĩ Dean Henshaw, giám đốc y tế của tỉnh, cho biết trong một bản cập nhật đại dịch hôm thứ Ba, người ta nói rằng những dặm cuối cùng trong cuộc đua luôn là chặng khó khăn nhất, và đó là những gì chúng ta đang phải đối mặt ngay bây giờ, bà Henshaw nói. Với số ca giảm và lượng vaccine được tiêm nhiều hơn mỗi ngày, chúng ta đang nhanh chóng tiến đến thời điểm mà có thể bắt đầu giảm bớt các biện pháp một cách an toàn. Nó đang cận kề và gần hơn mỗi ngày. Tỉnh BC thì đã báo cáo 289 trường hợp COVID-19 mới và một trường hợp tử vong có liên quan vào thứ Ba hôm nay. Tại vùng thảo nguyên Prairies, tỉnh Saskatchewan báo cáo 11 ca nhiễm mới. Trước đó, tỉnh cho biết họ sẽ nới lỏng các hạn chế đối với các môn thể thao ngoài trời trong bước đầu tiên của kế hoạch mở cửa trở lại, sẽ bắt đầu vào Chủ nhật. Các vận động viên sẽ có thể tham gia tập luyện và tham gia thi đấu trong giải đấu, nhưng các giải đấu và việc đi lại ngoài tỉnh sẽ không được cho phép. Tại khu vực Đại Tây Dương Canada, tỉnh Newfoundland báo cáo 11 ca nhiễm mới, mỗi ca được kết nối với một cụm đang phát triển ở trung tâm Newfoundland. Tỉnh Nova Scotia báo cáo 54 ca nhiễm mới, trong khi New Brunswick công bố 9 ca nhiễm mới. Trên khắp miền Bắc, Nunavut báo cáo 1 ca bệnh mới và 5 ca phục hồi. Sau đây là cập nhật một số tình hình COVID-19 trên thế giới. Tính đến thứ Ba, hơn 167,4 triệu ca nhiễm COVID-19 đã được báo cáo trên toàn thế giới. Số người chết trên toàn cầu là hơn 3,4 triệu người. Chính phủ Nhật Bản hôm thứ Ba đã nhanh chóng phủ nhận rằng một cảnh báo của Hoa Kỳ đối với người Mỹ tránh đi du lịch đến Nhật Bản sẽ có tác động đến các vận động viên muốn tranh tài trong Thế vận hội Tokyo, vốn đã bị hoãn một lần. Các quan chức Hoa Kỳ đã trích dẫn sự gia tăng trong các ca bệnh ở Nhật Bản do các biến thể của virus gây ra, thậm chí có thể gây rủi ro cho những người được tiêm chủng. Họ không cấm người Mỹ đến thăm Nhật Bản, nhưng những cảnh báo có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ bảo hiểm và liệu các vận động viên Olympic và những người tham gia khác có quyết định tham gia Thế vận hội hay không. Cơ quan Y tế Công cộng của Canada hiện đang khuyến cáo không nên đi du lịch không cần thiết ra nước ngoài. Hầu hết các khu vực đô thị ở Nhật Bản thì đang trong tình trạng khẩn cấp và dự kiến sẽ duy trì đến giữa tháng 6 do các ca COVID-19 nghiêm trọng gia tăng, đang gây áp lực lên hệ thống chăm sóc y tế của nước này. Điều đó làm dấy lên lo ngại về cách nước này có thể đối phó với sự xuất hiện của hàng chục nghìn người tham gia Olympic nếu các bệnh viện của họ vẫn căng thẳng trong lúc ít dân số được tiêm chủng. Ủy ban Olympic và Paralympic Hoa Kỳ cho biết họ vẫn dự đoán các vận động viên Mỹ sẽ có thể thi đấu an toàn tại Thế vận hội Tokyo. Công chúng Nhật Bản trong các cuộc khảo sát ý kiến đã bày tỏ sự phản đối việc tổ chức Thế vận hội vì lo ngại về an toàn. Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, số lượng chính thức về số ca nhiễm coronavirus hàng ngày ở Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 6 tuần, mang lại hy vọng về một làn sóng thứ hai tàn khốc đang giảm dần. Nhưng các nhà lãnh đạo chính phủ cho biết tình trạng thiếu vaccine là một mối lo ngại. Thành phố lớn thứ hai của Úc là Melbourne đã khôi phục các hạn chế COVID-19 vào thứ Ba, khi các nhà chức trách vẫn cố tìm ra mối liên hệ còn thiếu trong một đợt bùng phát mới, khiến New Zealand tạm dừng bong bóng du lịch với bang Victoria. Ở châu Âu thì chính phủ Vương quốc Anh đã bị cáo buộc đưa ra các hạn chế mới một cách âm thầm sau khi đưa ra các hạn chế chặt chẽ hơn đối với 8 khu vực địa phương mà họ cho rằng đây là những điểm nóng có các biến thể coronavirus lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ. Hôm thứ Ba thì các nhà lập pháp và các quan chức y tế công cộng địa phương cho biết họ đã không biết về những thay đổi mà chính phủ đã công bố trực tuyến vào thứ Sáu tuần trước.